Khẩu trang kháng khuẩn hay miếng dán diệt khuẩn thông minh là hai sản phẩm ra đời từ dự án nghiên cứu vật liệu kháng khuẩn từ nano bạc trên cơ sở graphene oxide ứng dụng trong y tế của nhóm nghiên cứu viên thuộc phòng thí nghiệm trọng điểm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Sau bước xử lý vải, nguyên liệu sẽ được nhúng một lớp huyền phù ở nhiệt độ phòng. Theo đó, vải sẽ được sấy ở 60 độ C và lặp lại quy trình trước khi đạt chuẩn để trở thành miếng lót bên trong khẩu trang hoặc miếng dán diệt khuẩn. Theo đó, với đặc tính siêu vật liệu graphene, vi khuẩn hoặc các khí độc sẽ được giữ lại trên nền khẩu trang và bị phân hủy. Tấm graphene thì nó có những nhóm chất chứa oxy, nó liên kết bền chặt với vải, từ đó thì nó tạo nên vải kháng khuẩn, nó có kéo dài thời gian sử dụng và nó có hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra thì các hạt nano bạc nó sẽ không đi vào cơ thể con người, nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi rất là tự hào và vinh hạnh là đã tạo được một cái sản phẩm nghiên cứu từ nước Việt Nam của chúng ta để công bố cho quốc tế và trên những tạp chí uy tín trên quốc tế, và cũng khẳng định được là với cái vai trò nghiên cứu của vật liệu của chúng tôi để góp phần trong cái hỗ trợ trong cái việc mà hạn chế dịch bệnh. Với phương pháp sản xuất này, khẩu trang sẽ có thể tái sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng, từ đó giúp tiết kiệm chi phí cho người sử dụng và giảm lượng rác thải lớn từ khẩu trang ra môi trường. Ngoài ra, khi sử dụng làm băng dán thông thường, băng dán phủ nano bạc cũng sẽ giúp vết thương lành nhanh hơn. Để đáp ứng nhu cầu thị trường và đưa sản phẩm vào quy trình sản xuất đại trà, hiện phòng thí nghiệm trọng điểm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đang bắt tay cùng khoa kỹ thuật dệt Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển dự án với nhiều sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Khoa học Công nghệ thành phố. Bên cạnh khẩu trang và miếng dán khuẩn, nước rửa tay kháng khuẩn và đồ bảo hộ y tế là hai sản phẩm tiếp theo sẽ được ứng dụng siêu vật liệu graphene vào sản xuất.